Sao mà này là thuốc cú ở nhà, cú nhà nên này để trồng nó mẹ bỏ hả? Người ta uống rồi bỏ xong. Giờ là Khánh đi về chở đồ về dưới nhà dưới bếp cho ông bà các bác đây. Giờ là có bún hả, hủ tiếu khô. Hủ tiếu khô ở nhà thường bún gạo nè, này là bún gạo á, thường là ở nhà cũng nhà thường ăn chay, mẹ ăn chay đúng không? Thường cũng xào bún này nè. Gì vậy? Mẹ sẽ con xin học sữa uống đi con. Uống sữa đi cha, sao cha đi ơi. Để lại ở nhà thì vợ Khánh mua, nó chịu ba chứ mua giùm, xong rồi cũng chia ra Khánh nữa, bà nội nữa. Nhà bà nội xào này ăn thường lắm. Khánh chở đồ gì dưới trước, tại vì cũng đang về để đi lấy khô, xe nó chở khô lên đó mà các bác, để về nhận khô cái, xong rồi Khánh nó quay lại tiếp. Giờ bà đang nấu bún khô nè, đó nên ông bà các bác thấy cũng bún khô nấu ăn. Ở nhà thường ăn bún khô. Vậy ba đó bụng chưa vậy ba? Ôi trời ăn giờ. Còn ấy gì nữa không? Anh chở đi về một lần luôn nha, để chút chiều rồi chở mấy mẹ con đó. Hả? Đây, buổi chiều ở nhà đây bà các bác đây. Rồi, Khánh đường trên. Nó lấy băng keo dán lại. Băng keo ở nhà có mà, anh để ở nhà mấy cục băng keo ở nhà mà. Có chứ. Hả, đi không? Hả? Đi cái đi không? Đi vô chạy vô ra đường rồi cho nó thấy đi. Anh có rồi. Dạ. Còn thứ ba cái bảo hiểm. Đây anh em. Đi Nam xách đồ đi. Đây, lên nói mẹ đi rồi đi chú Tư về dưới con chạy lên con xách đồ. Con về con nhận khô á. Không, con còn quay lại mà chị ba. Chưa gì ba. Con về lắc lên nữa không? Có chứ mẹ, con chạy về con nhận đồ thôi à. Đi về đi ấy đi, đi. Ừ. Nè nhà cũng đang ấy nghệ. Nhãn này con. Nhãn nè Nam. Nè đem về bà nội cho mẹ nhà con nè. Nội cho. Mẹ lấy chưa? Cảm ơn bà nội chứ cảm ơn chú Tư gì, chú Tư là người trung gian thôi. Chu chu chu. Thấy anh nó sợ vẫn chu chu chu. Sợ đâu sợ, cười không mà chứ. Giờ ấy thì gom vô để chờ mưa nè. Và cái bông ngò gai phơi ra bây giờ chuẩn bị rửa xong ấy. Gì? Gì ba? Gì ba tối rồi chạy tối lên luôn hôm qua. Đây chắc cũng khoảng 9 giờ. 8 giờ hả? 7 giờ còn 9 giờ á. Thôi đừng có đẩy xe con. Giờ cái tài của em đó nha. Kêu tên mà nhìn ra không thấy ai á, còn nghĩ vậy nó trợ cái dòng sợ ai kêu mình đây không biết dòm giáo giác không thấy ai á, tới chừng đó nó lù lù nó vô tới hết hồn, vừa mừng mình vừa thì ba đi xuống bằng chiếc xe đạp rồi. Xe đạp sao đi cho Nam hả? Nè xe đạp của dì ba nè, xe đạp dì ba chạy từ gần ruột lên nè. Mẹ cũng bỏ ở chị dì ba một bịch nhãn đây, nhãn đi rừng hả. Mẹ đang ấy đồ con. Mẹ làm sao kìa, đừng có đi con. Thôi con giờ này ở nhà làm vậy cho nhanh nè. Lấy ấy em rắc hả, lấy hồng bào như chị ba đi Trang làm ấy. Này bây giờ mở ra cái
cái trang trại mà làm cái gì, không phải nói trang trại là nuôi rồi. Đại lý. Đại lý à? Đại lý sản xuất thuốc à? Ủa sao không thấy hình nữa con? Tại cô tắt qua tôi thấy từ từ giờ. Đâu con? Thì chạy đồ rồi thế này nhớ có qua mà chưa anh em mới điện. À tại đang có cuộc điện thoại. Để anh nghe điện thoại cái nha, không biết có dạ, thuốc dạ. Thang gì không thì anh điện lại nha. Nam ơi, dạ, alo. Cô gom bán vào gai với cho nổi Nam. Chăm sóc khách hàng của TV. Quá. Mặt. Nam hốt vô hả Nam? Hốt vô đi. Rồi con hốt vô đi để mưa tới à. Nam có thằng Nam phụ cũng đỡ dữ. Ủa giờ Linh đâu? Con hốt vô đi hết đi, nó sợ gai đâm nó lấy kéo nó dễ rồi. Con lấy hai cái đầu. Rồi đó, con đi vô con. Ừ vậy đó. Rồi đó đây. Vũ vũ này để cát con. Con bào ra nhìn thấy đẹp quá trời luôn. Tháng 7 phát quà tiếp. Thôi phát quà dành đi ha. Cái bông gì đẹp quá mà Khánh không biết đây. Nè ông bà có bác. Không biết cây này cây gì nữa. Nè đẹp quá trời luôn nè ông bà cô bác ơi. Chảy nước miếng luôn rồi Su ơi. Su chảy nước miếng. Su chảy nước miếng. Su chảy nước miếng kìa. Bé sâu bây giờ bé sâu rồi. Bé sâu rồi. Chút xíu vô rửa lại mà mẹ, lấy rửa lại mà, thôi con. Đây. Được rồi, cho Nam ơi. Đây, bác sâu chào cô đi con. Con chào chào cô nè. Đây, đây là cô mới hỏi con nè. Chào cô nè. Nó đi ngủ rồi. Chào cô nè, nó đi ngủ đi. Gà này nó ngây rồi. Trời ơi, ông bà cô bác ơi, thấy không, ở sinh hoạt ở nhà đây. Anh cũng đang ghi hình luôn nè. Vậy là con xuống con lấy cho bà nội cái bia nữa đi, lên được bà nội cắt bia rồi vô đây để chết đi. Thôi bây giờ để Khánh đi công việc của Khánh, đi về chút xíu xong rồi Khánh quay lại ông bà cô bác ơi. Thôi bây giờ Khánh cũng xin phép là khép cái đoạn video tại đây luôn. Thôi bây giờ cả nhà mình chào khán giả, chào bà cô bác luôn. Rồi dì ba chào khán giả luôn nha dì ba ơi. Mẹ đây. Thôi bây giờ Khánh cũng xin khép cái phần video tại đây luôn. Hẹn bà cô bác video tiếp theo nha. Rồi Khánh cũng xin kính chào luôn. Giờ bà đang ăn hủ tiếu trên đây.